Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn địa lý lớp 7 qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập môn địa lý lớp 7. Bài 8. Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng. Trước hết nào các em làm bài 8.1. Quan sát được đồ các khu vực thâm canh lúa nước ở hình 3 và ghi chú giải tô màu theo yêu cầu dưới đây. Các em có thể tham khảo hình 8.4 trang 27 sách giáo khoa. Rồi đây các em có thể tham khảo hình 8.4. Rồi thực chất ở đây là hình 8.3 trang 27 sách giáo khoa. Lược đồ những khu vực thâm canh lúa nước ở châu Á. Trước hết là những khu vực tô màu xanh này. Là khu vực thâm canh lúa nước. Rồi cái đường nét đất màu đen này là ranh giới của khu vực có lượng mưa hàng năm trên 1.000 mm. Ranh giới của khu vực có lượng mưa hàng năm là trên 1.000 mm. Rồi cái đường mà người ta tô màu đỏ này là đường đẳng nhiệt 0 độ C vào tháng 1. Rồi như vậy là các em sẽ ghi chú giải các đường, các khu vực giới hạn. Trước hết là đường màu đen, nét đứt. Chính là đường ranh giới của khu vực có lượng mưa hàng năm trên 1.000 mm. Rồi khu vực ở đây người ta tô màu đen thì các em có thể dùng bút màu các em tô lại thành màu xanh. Là khu vực thâm canh lúa nước, được chưa? Ở đây người ta tô hết màu đen rồi, kem tô lại, tô đè lên thành màu xanh. Khu vực thâm canh lúa nước, các nước thâm canh lúa nước A, khu vực này, khu vực nước A này là chính là nước Nhật, B là Trung Quốc, C là Việt Nam, D là Ấn Độ đây, E là Thái Lan đây, G là Indonesia, được chưa? Rồi các em ghi chú này, A là nước Nhật Bản, D là nước Ấn Độ, B là nước Trung Quốc, E là Thái Lan, C là Việt Nam và G là Indonesia. B là các em tô màu các khu vực có thâm canh lúa nước, ở đây các em tô màu xanh đè lên nha. Bài 8.2, lập bảng so sánh đặc điểm giữa các hình thức sản xuất nông nghiệp ở đới nóng theo bảng dưới đây. Rồi trước hết là đặc điểm quy mô diện tích. Làm nương rẫy thì quy mô nhỏ, làm ruộng thâm canh lúa nước thì quy mô lớn, sản xuất trang trại đồn điền thì quy mô là rất lớn. Về kỹ thuật làm nương rẫy. Rồi các em biết là làm nương rẫy là hình thức canh tác nông nghiệp lâu đời nhất của xã hội loài người. Rừng hay là savan bị đốt để làm nương rẫy. Đất bị khai thác triệt để, sau một vài ba vụ thì đất bạc màu. Người ta lại đốt rừng làm nương rẫy mới. Thì hình thức canh tác sử dụng công cụ thô sơ, ít chăm bón nên năng suất cây trồng rất là thấp. Công cụ sản xuất thô sơ, đúng không? Làm nương rẫy, quy mô diện tích nhỏ, kỹ thuật, công cụ sản xuất thô sơ, năng suất thấp, mục đích sản xuất là tự cung tự cấp. Làm bao nhiêu thì dùng luôn bấy nhiêu, không dư. Tác động môi trường, làm cho đất đai bạc màu, diện tích đất rừng bị giảm, được chưa? Làm ruộng, thâm canh lúa nước, thì trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, ở những nơi có nguồn lao động tương đối dồi dào và chủ động tưới tiêu, người ta làm ruộng thâm canh lúa nước. Thâm canh lúa nước thì cho phép tăng vụ, tăng năng suất, nhờ đó sản lượng cũng tăng lên. Như vậy làm ruộng thâm canh lúa nước quy mô diện tích là lớn. Do áp dụng những tiến bộ về khoa học kỹ thuật
và có chính sách nông nghiệp đúng đắn. Một số nước trước đây thiếu lương thực như là Việt Nam, Thái Lan nay đã trở thành những nước xuất khẩu gạo. Rồi, áp dụng kỹ thuật khoa học tiến bộ, năng suất thì cao. Mục đích sản xuất là cung cấp lương thực trong nước và xuất khẩu. Tác động đến môi trường là cải tạo đất, giữ cân bằng hệ sinh thái. Được chưa? Sản xuất trang trại đồn điền, quy mô diện tích rất lớn, kỹ thuật, máy móc hiện đại, năng suất cao. Mục đích sản xuất là cung cấp nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu. Tác động đến môi trường là chuyên môn hóa và chú ý đến sinh thái. Tiếp theo là các em sang bài tập 8.3. Nối mũi tên giữa các dữ liệu dưới đây của sơ đồ hình 4 để thể hiện sự gia tăng dân số và sản lượng lương thực ở khu vực châu Á gió mùa. Rồi các em biết là thâm canh lúa nước thì cho phép tăng vụ, tăng năng suất. Thâm canh lúa nước cho phép tăng vụ này, tăng năng suất này. Nhờ đó sản lượng cũng tăng lên. Như vậy là tăng sản lượng lương thực, được chưa? Trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, ở những nơi có nguồn lao động dồi dào và chủ động tưới tiêu, thì thâm canh lúa nước là yêu cầu là chúng ta phải chủ động tưới tiêu này, có nguồn lao động dồi dào này, được chưa? Thì đây chính là sơ đồ mối quan hệ giữa thâm canh lúa nước với dân cư và sản lượng lương thực ở khu vực châu Á gió mùa. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập 8.4. Dựa vào hình 8.6 và hình 8.7, trang 29 sách giáo khoa, hãy lập bảng nhận xét so sánh hai hình thức làm ruộng bậc thang và canh tác theo đường đồng mức với việc bảo vệ môi trường ở vùng đồi núi. Rồi trước hết là các em quan sát hình 8.6 trồng lúa nước trên ruộng bậc thang ở vùng đồi núi châu Á. Thì cách làm này là người ta chia bậc ruộng quanh các sườn núi, chia bậc ruộng quanh các sườn núi. Hình 8.7 là trồng ngô, bắp và khoai tây theo đường đồng mức ở vùng đồi núi Nam Mỹ. Đường đồng mức. Thì hình thức canh tác này là người ta trồng cây theo hàng với độ cao tuyệt đối bằng nhau. Được chưa? Đặc điểm kỹ thuật canh tác làm ruộng bậc thang thì là phân chia bậc ruộng quanh các sườn núi. Canh tác theo đường đồng mức thì là trồng cây theo hàng với độ cao tuyệt đối bằng nhau. Về tác động đối với môi trường, về rừng thì làm cho diện tích rừng bị giảm. Nhưng ngược lại thì nguồn nước được giữ cho sản xuất. Đất thì hạn chế xói mòn rửa trôi. Rồi đối với canh tác theo đường đồng mức cũng vậy. Tiếp theo là các em sang bài tập 8.5. Điều nào không đúng với hình thức sản xuất nông nghiệp kiểu đồn điền? Hình thức sản xuất nông nghiệp kiểu đồn điền là sử dụng nhiều máy móc này. Sản phẩm phần lớn dành để xuất khẩu này. Chủ nhân thường là tư bản nước ngoài. Rồi như vậy điều không đúng ở đây là sử dụng tối đa nguồn lao động thủ công có tiền lương thấp. Đúng không? Tám chấm sáu, thâm canh là phương pháp canh tác nhằm tăng sản lượng bằng cách mở rộng diện tích, tăng năng suất bằng tận dụng nguồn lao động, tăng diện tích bằng biện pháp khai hoang. Rồi ý không đúng ở đây chính là tăng năng suất bằng đầu tư các tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp. Điều này là không đúng nha. 8.7. Điểm tương đồng giữa thâm canh lúa nước và đồn điền là có sự kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Rồi ý không đúng ở đây là cùng sản xuất nhiều lương thực để xuất khẩu.
Rồi tiếp theo là các em sang câu hỏi 8.8. Những thành tựu gần đây trong sản xuất nông nghiệp ở một số nước châu Á là nhờ có nguồn lao động ngày càng đông. Ở đây nguồn lao động ngày càng đông là không đúng nha. Vì dân số đông và thời tiết thất thường nên một số nước vẫn lâm vào tình trạng thiếu lương thực. Do áp dụng những tiến bộ về khoa học kỹ thuật và có chính sách nông nghiệp đúng đắn, một số nước trước đây thiếu lương thực như Việt Nam, Thái Lan đã trở thành những nước xuất khẩu gạo. Nhờ có cuộc cách mạng xanh mà ngày nay một số nước đông dân như Ấn Độ cũng đã giải quyết được vấn đề lương thực. Như vậy ý đúng là diện tích canh tác ngày càng mở rộng, khí hậu nóng ẩm quanh năm, tiến hành cuộc cách mạng xanh và có chính sách nông nghiệp đúng đắn. Còn ý không đúng ở đây là nguồn lao động ngày càng đông là không đúng nha. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.